Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hiện Bộ đang lấy ý kiến các sở về thống nhất phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 và bảo đảm tiến độ học tập của thí sinh. Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra vào các ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 7. Về việc đăng ký các môn thi, sắp tới hệ thống sẽ mở cửa để hướng dẫn thí sinh thực hành đăng ký dự thi trên hệ thống. Sau đó hệ thống sẽ xóa hết dữ liệu thí sinh đã đăng ký thử để thí sinh đăng ký chính thức, dự kiến là 28 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Theo Bộ Giáo dục, năm 2022, tất cả học sinh đang học trung học phổ thông tại các trường phải đăng ký dự thi trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy, thí sinh không còn đăng ký dự thi trên giấy như mọi năm. Tuy nhiên, nhóm đối tượng thí sinh tự do vẫn phải đăng ký dự thi trên giấy và gửi tại các điểm tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo để nhập dữ liệu lên hệ thống. Còn gần 2 tuần nữa là tới cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Vì thế, nhu cầu du lịch của người dân tăng cao hơn so với trước. Nhiều chặng bay du lịch từ Hà Nội dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 đang gần chạm trần giá vé. Trong khi với du khách từ thành phố Hồ Chí Minh, giá vé cũng đã lên mức rất đắt đỏ. Giá vé các chặng bay nội địa trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 đang có giá rất cao tại thời điểm hiện tại. Có thể thấy, giá vé bay du lịch dịp lễ 30 tháng 4 xuất phát từ Hà Nội đang cao ngang với giá vé Tết Nguyên đán những năm chưa có ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc dịp nghỉ lễ đang ghi nhận giá vé rẻ nhất ở mức 2,9 triệu đồng khứ hồi. Hãng bay thực hiện là Vietnam Airlines. Những lựa chọn khác của hành khách là Vietjet Air 3,3 triệu đồng và Bamboo Airways 3,9 triệu đồng. Chặng bay Hà Nội đi Nha Trang dịp lễ 30 tháng 4 cũng đang ghi nhận giá vé máy bay lên mức cao với giá vé rẻ nhất đang ở mức 4,9 triệu đồng khứ hồi. Hãng bay thực hiện là Vietjet Air. Ở mức giá cao hơn, hành khách có thể lựa chọn chuyến bay của Bamboo Airways 5,6 triệu đồng và Vietnam Airlines 6,4 triệu đồng. Với hành khách bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang trong giai đoạn cao điểm trên, giá vé rẻ nhất đang ở mức 3,2 triệu đồng với chuyến bay của Vietjet Air hoặc 3,8 triệu đồng với chuyến bay của Vietnam Airlines. Hành khách thành phố Hồ Chí Minh đi du lịch Huế cũng sẽ có mức giá vé máy bay dễ thở hơn nhiều so với hành khách từ Hà Nội. Giá vé rẻ nhất cho chặng bay này đang là 3,4 triệu đồng, chuyến bay thực hiện bởi Vietjet Air.